tất cả các billboard, những cái bảng quảng cáo lớn ở Việt Nam, khắp nước Việt Nam, từ trong các chợ, các siêu thị, các chợ, ngay cái nhà thành phố lớn á, hai bên là hai cái hình anh xuống như này, xe đưa tới tận cửa, anh đi vào, chỉ để làm gì? Chỉ để là anh là cái người nổi tiếng. Mà xong khi đó qua tới bên Mỹ này á, đi làm ở đài truyền hình bên này á, em cũng biết rồi, một tháng lay quay chỉ khoảng 3.000 tới 4.000. Wow. Một tháng trời. Rồi xong sau đó em phải tự make up, em phải tự gọi diễn viên, em phải tự làm kịch bản. Rồi những cái đó đối với anh nó là một cái gì đó giống như là mình đang ở trên cái vực này nè, mình đi xuống nè, mình rớt xuống đáy đó. Mình xuống nè, mình cảm giác mình bị sốc, bị rất là sốc. Trầm cảm là cái hội chứng bây giờ nó đã đứng hàng thứ 3 trên thế giới, một cái căn bệnh mà nó không có thuốc chữa. Và khi mà trầm cảm rồi đó, bản thân em cũng không biết lúc nào là em sẽ xử lý cái gì. Đã bị trầm cảm rồi mới thấy là cái sự khủng khiếp của nó. Đúng vậy, kinh nghiệm cuộc sống đó mới là kiến thức, có vai trò quyết định sự thành bại. Thời quá khứ của mình đó, cái thời của anh thì anh cũng được may mắn khi mà anh là một người không phải là người học trường lớp ra. Bản thân anh là cái người ngoại đạo, không có liên quan gì đến lại nghệ thuật cả. Anh học đại học kinh tế, anh học đại học ra thì anh cũng có mở công ty làm quảng cáo riêng. Trong những cái dịp làm quảng cáo, có một sản phẩm của bên Malaysia, họ qua, họ muốn làm một cái sản phẩm về lớp xe. Mà casting cái thời đó, quảng cáo Việt Nam còn non sơ lắm. Casting khoảng 20 ngày vẫn chưa tìm được cái người nào mà có thể diễn được, cũng có một sắc vóc một chút xíu, có phong thái đỉnh đạt. Thì tìm hoài khoảng 20 ngày không được, thì họ nói nếu không được thôi họ đi Thái Lan họ làm. Thì tụi anh mới hợp lại, mà ok mình quay thử một cái đoạn để gửi cho họ. Cũng may mắn là sau khi mà cái demo đó là anh là cũng là vô làm diễn viên cho họ luôn. Yeah. Và sau cái đó thì mỗi lần mà bạn bè cần những vai diễn gì, vai chánh vai phụ gì là họ mời, và từ từ thì cái quảng cáo của anh nó được nhiều người biết hơn. Anh đóng tới cái thời điểm mà anh đi Mỹ thì khoảng 50 mấy cái quảng cáo. Wow. Và trong cái thời khắc vàng của cái phim vàng truyền hình mới bắt đầu thịnh hành á, thì trong một cái khung giờ vàng buổi tối 45 phút một bộ tập phim á, thì trong đó có 15 phút quảng cáo á, cắt 5 phút một lần vậy á, thì anh được tới 5 quảng cáo khác nhau trong một cái lần quảng cáo như vậy. Wow. Cái thời đó thì ở Việt Nam nó cũng chưa có cái người đóng quảng cáo nhiều nữa. Chính vì vậy mà dường như là nó thành một cái kỷ lục trong cái thời điểm đó. Chính vì nhờ những cái hình ảnh quảng cáo thì ảnh lại dính vào những cái bộ phim điện ảnh. Đúng rồi. Thì là anh nhớ cái thời điểm mà từ trước đến giờ là anh đã đóng và tham gia bao nhiêu bộ phim truyền hình không? Cũng 10 mấy 20 cái gì đó. Cũng không có nhiều. Cái tần suất của anh làm mà diễn viên cũng ngắn, không có dài đâu. Khoảng 10 năm hình thành thì 10 năm đó anh cũng gặt hái được khá nhiều. Từ một cái người ở tỉnh anh sanh ở Mỹ Tho, Tiền Giang á, biết là người miền Tây cũng là cái tánh sao rồi, cũng thật thà chất phác, thì nhờ như vậy mà anh được rất nhiều những cái sự giúp đỡ của rất nhiều những cái người thân hoặc những người bạn mà anh từng biết. Từ cái quảng cáo đó anh bén duyên thành diễn viên, mà lần đầu tiên anh phải đóng một cái vai diễn vai chánh 60 tập. Mà anh không học trường lớp gì hết. Cái vai đó là thường là họ phải học trường lớp khoảng 4 năm. Sau đó họ đi đóng vai phụ. Rồi đóng vai phụ từ rồi mới lên đóng vai chánh. Lần đầu tiên anh nhận đóng phim là một cái vai chánh 60 tập cho bộ phim Cổ Đuôi Gà đó. Anh nhớ khoảng thời gian đó là bản thân anh ngốn cầm một đống kịch bản 60 tập đem về nè, là anh không biết anh sẽ làm gì với cái đống này. Rồi mặt xanh như cái lá trên đó nha. Và lúc đó là lúc mà thử để mà ngày đầu tiên mình lên set quay cảnh đầu tiên đó, đêm đó anh thức trắng. Anh học hết những cái phân đoạn gì mà ngày đó sẽ quay. Và anh học thuộc lòng, anh học nguyên một đêm tới sáng luôn. Lên tới phim trường tới sáng, lúc mà tới quay không nhớ được thoại. Lúc mà tới quay không nhớ được thoại. Mệt rồi. Tới đó cảm giác mình bị cảm giác là mình càng nhớ nhiều thứ mà mình không nhớ được gì hết. Rất là căng. Và sau đó đó anh phải có đạo diễn riêng ngồi ở ngoài để nói chuyện, để relax lại, để đi lại cái sườn từ dây lại. Và sau đó anh vừa học vừa phải, tại vì áp lực của những cái người mà nổi tiếng mà đóng chung với mình á,
mình sẽ làm cho mình áp lực rất là nhiều. Cái thời điểm đó, cái bộ phim đó thì có những ai trong đó? Có Kim Tuyến nè, chú Lân Bích, thầy dạy trong trường, em biết rồi đó. Thầy Lân Bích. Những thầy cô trong trường, rồi những cái người nổi tiếng. Mà bản thân mình thì non nớt như vậy. Tay ngang đó, gọi là tay ngang đó. Tay ngang mà anh rất là áp lực, anh sợ làm phiền cho mọi người. Và chính vì vậy là anh phải học từng cái lúc mà từng xin ảnh trên cái đoạn đóng phim luôn. Là phải đứng làm sao để mình đi tới mình không chồng hình giữa hai người đứng trước. Là tất cả nó phải học coi như là dạy anh từ cấp tốc luôn trong cái đoạn phim đó, và sau đó là anh lại đi tiếp tục. Và những cái phim sau đó anh cũng toàn đóng vai chánh không à. Anh rất may mắn có anh cái được gian lắm. Anh được tổ đãi. Mà cái bộ phim đầu tiên đó là cái vai anh là cái nhân vật thiện lành hay là nhân vật hai mặt hay là nhân vật đẻo giả? Anh thì em thấy cái mặt anh rồi đó. Đẻo à. Trước giờ là chỉ đóng vai hiền thôi, không biết sao mà đạo diễn nào cũng vai hiền, vai khổ, vai khóc lóc là cứ đưa cho anh. Cũng may. Thì may mắn sau những cái phim đó thì anh cũng được nhiều người chú ý nhiều hơn. Và nhiều cái đạo diễn họ cũng để tâm tới, và rất nhiều những lời mời khác. Cộng với những cái quảng cáo, thời đó bắt đầu nó dần dần cái tên tuổi, cái càng ngày á, cái mức độ quảng cáo, cái tiền mà nó lại lên. Và anh cũng được khá nhiều những cái deal quảng cáo lớn từ nước ngoài kia. Cái thời điểm đó anh hot quảng cáo như vậy thì là anh có nhớ được một cái quảng cáo nào mà cái giá cachet anh được cao nhất không? Cachet đầu tiên của anh khi quay vai phụ cho một cái quảng cáo về son dưỡng môi ở bên của Nhật, ở bên Việt Nam á, vai phụ của anh chỉ có 300.000 thôi. Ôi vậy hả? Và đỉnh điểm của một cái quảng cáo của anh là 67.000. Wow. Từ 300.000 đồng Việt Nam tới 67.000 đô, nó là cả một quá trình và nó khác biệt rất là nhiều. Khi mà anh hot về quảng cáo như vậy thì anh thấy cuộc sống của mình có xáo trộn và mình đi ra ngoài đường, khán giả họ biết mình nhiều không anh Cường? Có rất nhiều. Bản thân anh không được trang bị cho mình để thành một người nổi tiếng. Đúng rồi, bất ngờ quá. Anh không được trau dồi cái đó từ trong những cái lúc mà anh đi học. Đến khi mà nó nổi tiếng, nó chợt đến một cách đột ngột quá đó, nó nhiều quá đó. Thì bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần và tới những cái mối quan hệ xung quanh. Mà anh đi đâu, bất kỳ đâu, anh cũng được chụp hình, được nhận ra, được biết đến, được giống như là được ai cũng biết tới mình hết á. Thì khi đó đôi khi anh cảm giác là cái sự tự do của mình á, mình mà càng nổi tiếng á thì cái không gian của mình nó càng nhỏ lại. Tại vì khi em đi đâu ai cũng biết em hết á, thì anh đã có một thời gian anh suy nghĩ, ồ chết rồi, mình không quen cái chuyện này, mình không quen lắm với lại cái sự nổi tiếng á. Khi mà em nó bị ngợp quá không? Quá nổi tiếng rồi á, thì cái đời tư, cái cuộc sống của em nó bị xâm chiếm. Ai cũng muốn tìm hiểu, ai cũng muốn biết, ai cũng, tại vì họ phải hiểu nhiều hơn về mình. Và đôi khi nó làm cho mình cảm thấy bị ngợp. Bị ngợp, đúng rồi. Và anh đã từng trải qua cái giai đoạn đó. Và sau đó thì cái giải pháp anh đi Mỹ để anh cân bằng lại. Và tiếp tục đó thì cũng những trải nghiệm khác và một cái con đường khác nữa anh phải đi ở đất Mỹ này. Anh bước chân qua Mỹ á, thì công việc hiện tại của anh ở đây là anh đang làm về cái gì ạ? Anh vẫn có một cái công ty xuất nhập khẩu từ lúc ở Mỹ tới giờ. Qua Mỹ 10 năm thì bây giờ đúng là 11 năm rồi đó. Nhưng mà bây giờ anh đã ở đây hòa nhập với đây cuộc sống hơn 10 năm luôn, là chứng tỏ anh đã có một cái chìa khóa để bước vào, để mở cửa được cái con người của mình rồi. Và bây giờ là anh đã cân bằng lại được chưa? Anh cảm thấy là tôi chấp nhận cái đời sống này và bắt đầu tôi hòa mình để tôi cho tôi một cái cách sống nó theo cái lối sống ở cuộc sống ở Mỹ chưa? Hay là anh cảm thấy anh vẫn còn lúng túng? Chấp nhận là anh đã chấp nhận từ lâu rồi. Tại vì buộc lòng phải chấp nhận, mình không phải làm khác được. Mình đã quyết định mua bên này thì mình phải đi tới cuối cùng, dù cho giá nào cũng phải đi. Tại vì cái đó là lựa chọn của mình, mình không trách ai được hết. Nhanh hả? 10 năm đầu anh cũng chật vật lắm. Dạ. Ai ở qua Mỹ ở một môi trường mới đều phải rất là chật vật, bản thân anh lại càng khó khăn hơn. Bởi vì khi mà một người bình thường họ không có cái gì hết, họ đi Mỹ, họ tìm môi trường mới, họ dễ adapt, họ dễ tiếp cận, họ cái gì họ cũng làm được, cái gì họ cũng cảm giác là dễ làm với họ. Nhưng bản thân em là người có tiếng tăm rồi đó, em làm gì nó cũng khó. Nó bị một cảm giác là anh đã từng tất cả cái billboard, những cái bảng quảng cáo lớn ở Việt Nam, khắp nước Việt Nam, từ trong các chợ, các siêu thị, các chợ, ngay cái nhà thành phố lớn á, hai bên là hai cái hình anh xuống như nè, xe đưa tới tận cửa anh đi vào, chỉ để làm gì, chỉ để là anh là cái người nổi tiếng. Mà xong khi đó qua tới bên Mỹ này á, đi làm ở đài truyền hình bên này á, em cũng biết rồi, một tháng lay quay chỉ khoảng 3.000 tới 4.000. Wow. Một tháng trời, rồi xong sau đó em phải tự make up, em phải tự gọi diễn viên,
em phải tự làm kịch bản. Rồi những cái đó đối với anh nó là một cái gì đó giống như là mình đang ở trên cái vực này nè, mình đi xuống nè, mình rớt xuống đáy đó. Mình xuống nè, mình cảm giác mình bị sốc, bị rất là sốc. Anh đã từng được mệnh danh là ông hoàng của quảng cáo thì em nghĩ rằng những cái điều mà anh có đó rất rất ít những người mà họ có được. Dạ. Và đến khi anh qua tới bên Mỹ này á, những cái điều mà anh đã có rồi á, nó rất là khó để adapt ở bên này. Mà cái đài truyền hình mỗi một tháng ở bên này họ cũng đã chi phí cũng chật vật lắm rồi. Hàng ngày cái quảng cáo đó phải lấy từ những cái tiệm ăn, tiệm phở. Thì chi phí một tháng họ chỉ trả có gần 1,000 đồng. Cho một tháng thì làm sao mà dám đủ trả nổi cho anh mấy chục ngàn giống như bên Việt Nam. Nên anh cảm giác mà bị anh không biết sẽ làm gì hết. Và có những cái buổi anh ngồi ở ngoài biển khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, anh không biết mình lựa chọn cái đúng hay là sai, không biết nên đi về hay là ở lại, không biết là sẽ đi về đâu với mọi thứ mới mẻ như vậy. Mới qua Mỹ thì nó vui lắm. Mới qua Mỹ anh đi khắp nước Mỹ, anh đi New York, anh đi đủ nơi hết. Và sau đó khi mà quyết định ở đó, rồi bắt đầu là tìm nhà, rồi bắt đầu là phải tìm công việc đó, thì bắt đầu mới thấy cái sự khó khăn đó. Bắt đầu là hàng tháng phải bill, phải xe, phải bảo hiểm, nhà cửa, tất cả đều phải chi hết hàng tháng. Mà bản thân của mình thì làm không có đủ như mức lương như ở bên Việt Nam nữa. Rồi những cái gì mà dành dụm thì đó, cứ xài, đâu có đủ chi phí. Và đi làm không có đủ, bỏ thời gian làm không có đủ những cái điều kiện mà mình đã từng làm rồi. Chính vì vậy mà nó bị hụt hẫng rất nhiều. Anh bị mất khá nhiều năng lượng cho cái chuyện đó. Nghe câu chuyện của anh Trương Minh Cường thì Thúy Nga biết là khi mà anh đang ở một cái đỉnh cao của con đường nghệ thuật á, mà qua đây á, thật sự anh giống như là bị mất thăng bằng á, thậm chí là bị stress á. Cái hình ảnh mà Trương Minh Cường ra ngoài biển ngồi là Nga biết là một cái hội chứng gọi là stress và trầm cảm nặng á, chứ không phải là đơn thuần đâu. Thẳng em nói cái này thì anh chia sẻ luôn. Trầm cảm là một cái hội chứng bây giờ nó đã đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Một cái căn bệnh mà nó không có thuốc chữa. Và khi mà trầm cảm rồi đó, bản thân em cũng không biết lúc nào là em sẽ xử lý cái gì. Đã bị trầm cảm rồi mới thấy là cái sự khủng khiếp của nó. Nhưng mà cái giai đoạn nào thì anh thấy là mình trầm cảm nặng nhất? Sau một cái biến cố khác nữa, anh cũng chưa biết nó là trầm cảm. Mới đầu thì anh cũng bị stress một thời gian dài, khá lâu, gần 10 năm. Có những đêm anh không ngủ được, có những cái buổi mà coi như là cái tiếng đồng hồ cạch vậy này, kêu cả đêm anh đều nghe được. Chó sủa hay xe chạy bất kỳ để anh đều nghe được. Mắt anh nhắm mà cái não anh không ngủ được. Wow. Và sau đó nữa thì nó mới qua tới trầm cảm. Trầm cảm là giai đoạn nặng hơn của stress mà người ta không hình dung được. Là cái giai đoạn nào là anh bị nặng nhất? Là cái giai đoạn biến cố thứ hai là biến cố gì? Sau cái biến cố anh ly hôn từ hồi 4 năm trước. Khoảng 5 năm trở lại đây á, anh ít tiếp xúc với bên ngoài nhiều, anh ít giao tiếp nhiều. Và cái thời khắc mà khoảng 2-3 năm trước là anh phải điều trị với thuốc. Lúc đó bản thân mình thì chưa biết cái trầm cảm là cái gì hết á. Yeah. Nó chỉ là một cảm giác buồn chán, bất mãn, một cảm giác tuyệt vọng, cảm giác mình thất bại, cảm giác mình không có thành công, cảm giác mình rất là dở. Tới một cái buổi anh đi check up thì bác sĩ có hỏi anh về những câu hỏi đơn giản vậy, và anh nói cái cảm giác của mình thì bác sĩ cho thuốc uống. Anh chẳng biết cái đó là cái gì. Họ cứ đưa thuốc uống thì 3 tháng sau quay lại bắt đầu họ đưa thuốc tiếp, và sau đó 1 tháng họ lại gọi, sau đó nữa là 2 tuần, và sau đó là 1 tuần. Yeah. Và sau đó mỗi ngày họ đều gọi cho anh. Anh không biết lý do gì. Thì bệnh ngày càng nặng á. Và khi mà anh tới check up thì tất cả những câu hỏi được liệt kê ra đó, thì là anh nằm trong một cái diện là anh over qua những cái điều đó. Trời. Tại vì khi mà cái limit của mỗi người á, cái cảm giác mình bắt đầu họ đo dần. Tại vì trầm cảm có những, nó không có giống nhau. Mỗi người nó không có một cái cụ thể, thì em không nắm bắt được. Trầm cảm là cái dạng thuộc về cảm xúc. Nó giống như là một cảm giác ung thư trong cái cảm xúc của mình vậy đó. Và cái thuốc đó là cái thuốc để cho mình control cái mind mình lại, để cho mình đừng có nóng giận bất thường lại. Và khi đó đó anh sử dụng mà anh không biết nó là gì. Cứ dần dần họ cứ đưa thuốc nặng hơn, và họ lại gọi nhiều hơn. Mất bao nhiêu năm để uống thuốc thì chấm dứt? Dường như là mới đầu là khoảng 3 tháng, 6 tháng. Dường như là sau đó là anh không uống nữa. Gần 1 năm không uống. Vậy là cũng ok. Tại vì anh không feel được cái đó. Bác sĩ hỏi anh không feel được, nên anh không uống. Và anh tìm cách anh đi xuyên với nó như thế nào. Những cái lúc đó là tại sao nó phải như vậy.
khi anh đi xuyên qua nó rồi á, anh control được cái nóng giận của mình. Là nóng giận không la. Đó là một trong những cái điều mà mình phải control được thì mình mới bớt được. Tại vì có những lúc trầm cảm nó lên á, cái nhìn thấy của mình nó không còn trong suốt nữa. Ta thấy những điều rất là tệ. Và cái nóng nảy bực bội của em á, là cái nóng nảy của cả một cái thời thanh xuân của em nó kéo về. Tất cả những cái khoảng mà em từng trải qua, cái thời thanh thiếu niên, những cái điều mà em uất hận, những cái điều mà em cảm giác là nó bị đè nén bên trong á, nó bộc phát cái lúc đó. Và mình phải biết gỡ từng cái giai đoạn đó đi ra ngoài. Nó giống những cái kim mình, giống cái người của em vậy đó. Đau rồi em phải lấy ra, đoạn nào em phải lấy ra. Em lấy ra thì em mới bớt đau, nó so lại dịu lại từ từ. Thì sau này khi mà cái nóng của em á, nó giảm dần, em clear được hết vậy á, thì em mới control được. Bây giờ thì thường một ngày cái công việc của anh á, là thức dậy là anh sẽ làm những công việc gì để cân bằng cuộc sống của mình? Bây giờ thì đó, anh sống đơn giản hơn. Thức dậy thì thỉnh thoảng thiền, hoặc là anh đi ra park, đi công viên. Anh lựa chọn những cái món ăn tinh thần cho cái não của anh nó bớt ồn ào đi. Từ sau khi ly hôn, đã bao lâu rồi anh không có một bữa cơm gia đình? Cũng không nhớ nữa. Cái này là không dám nhớ luôn đúng không? Ừ, cũng lâu lắm rồi. Cuộc sống độc thân thì anh thấy cái cảm giác là sao? Rất là khó khăn. Bản thân của mỗi người, ai cũng trong đời thì ai cũng có những khó khăn riêng hết trơn á. Sinh ra ai cũng phải làm rồi trải nghiệm rồi những cái khó khăn của anh so với nhiều người thì nó cũng chẳng là cái gì cả, nhưng mà anh cũng thấy nó thú vị, đáng. Khó khăn nhưng mà đáng, chứng tỏ là đã chấp nhận rồi đó quý vị. Con người này là đã chấp nhận được cái chìa khóa của lòng mình rồi, với lại biết mình phải làm gì với lại cái cuộc sống hiện tại. Đã bao lâu rồi anh không có ăn cơm với mẹ? Từ trước Covid á. À, anh có về. Một năm trước Covid là anh đã về Việt Nam. Cái lịch trình là mẹ anh phải đi qua Mỹ, nhưng mà tại Covid hơn năm nay thì anh không ăn chung với mẹ nữa. Có thể là sau Covid mẹ anh sẽ qua lại. Tại vì anh chỉ có mình mẹ ở Việt Nam thôi. Ba mất sớm thì con trai mà thường thường là thân với mẹ. Mà không ở riêng lâu vậy thì cũng thấy lo cho mẹ, nên là anh nghĩ là sau Covid này mẹ anh sẽ đi qua này. Nhưng mà gia đình của anh Trương Minh Cường là có đông anh em không? Anh chỉ còn một đứa em trai nữa ở Việt Nam thôi. Rồi. Nhà anh hai đứa. Ba anh mất khi anh 7 tuổi. Mẹ ở vậy nuôi hai đứa con? Em trai anh mới có 2 tháng thôi. Ba anh mất lúc mẹ mình có 25 tuổi thôi. 25 tuổi mà ở tới bây giờ cũng có mấy 70 thì rồi. Cũng là một kỳ công. Quá nhưng vậy. Mà anh cũng rất là thương mẹ mình. Cho thời điểm bây giờ thì hiện tại là mẹ đang ở Sài Gòn hay là mẹ ở miền Tây? Mẹ ở Sài Gòn. À, mẹ đang ở Sài Gòn. Thì trong cái thời điểm mà anh bị cái trầm cảm như vậy, anh có chia sẻ cho mẹ anh biết không? Không. Giấu. Từ nhỏ đến lớn á, anh ở một mình quen rồi đó. Nên là tất cả mọi chuyện khi mà xảy ra đến với anh á, là anh tự một mình giải quyết và tự một mình đi xuyên qua nó. Chứ anh không có nói cho mẹ biết, mà cũng không có bà con, bạn bè thân thuộc. Tại ba anh là con một, mẹ con một, ba mất thì mẹ con mình. Thì anh không có chú gì, cô bác gì mà để chia sẻ được hết á. Nên mỗi lần anh xảy ra chuyện là anh là người tự heal lên cái vết thương của mình lại, chứ không có ai giải quyết được cho anh hết. Hiện tại thì mẹ anh đang ở Việt Nam một mình á, thì anh có lo lắng cho bà hay là sức khỏe của bà như thế nào không? À, mẹ anh ở với em trai của anh thì bản thân của anh á, cũng lo mỗi ngày Covid anh cũng dặn là ở nhà, muốn ăn uống cái gì á, thì anh gọi điện ta đem tới, đừng đi ra ngoài. Rồi khi mà trước khi đồ ăn tới là phải lau chùi, phải dọn virus rồi này kia. Thì lockdown như vậy thì mẹ anh vẫn ở nhà, trong nhà thì tiền anh tháng nào cũng phải gửi về. Rồi đừng có bao giờ cảm thấy là mình thiếu thốn thôi. Đại khái là anh vẫn chăm sóc mỗi ngày. Mà bây giờ mẹ anh vẫn khỏe. Covid mà có qua đi thì mẹ anh chắc là qua Mỹ bình thường. Hôm nay đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà này, thì Thúy Nga sẽ có một món quà gửi cho Trương Minh Cường ngày hôm nay nha. Anh nè, em ruột của anh á. Anh đi, khi Cường có quyết định đi Mỹ á, thì cô rất là vui, cô cũng thương lắm. Tại vì nguyện vọng của Cường đó là sang Mỹ, tặng cho con mình có cái chỗ học hành tốt hơn. Thời gian sau thì Cường bị trầm cảm. Cô nghe cô cũng rất là buồn. Thì cô cũng điện thoại hỏi thăm Cường hoài. Mà tánh của Cường từ xưa tới nay á, là không có chịu chia sẻ với ai hết trơn á. Cái gì cũng để trong lòng hết á. Cho nên là cô cũng không biết làm sao nữa. Nhưng rồi thời gian cũng qua đi, Cường cũng may mắn vượt qua nỗi trầm cảm đó.
rồi sau đó cũng trở lại công việc bình thường. Thì cô cũng thăm hỏi hoài luôn, là cô cũng rất là đỡ lo và đỡ buồn. Mong con được nhiều sức khỏe. Mẹ lúc nào cũng ở bên con và ủng hộ con. Mẹ lúc nào cũng thương yêu con và các cháu. Mẹ thương nhiều lắm. Con cố lên. Lúc đó anh về Việt Nam thăm mẹ đó. Đây là một cái khoảnh khắc rất là xúc động của mẹ anh Cường đã chia sẻ. Thì thật ra mình mẹ con mà, dù mà mình có giấu cái nỗi đau nào hay là mình bị một cái gì, cái người mẹ họ vẫn cảm nhận được, quý vị. Mặc dù Cường là cái người rất là kín đáo, đã chia sẻ cái tình trạng của mình ngay những cái thời điểm đó, những cái năm tháng đó, nhưng mà người mẹ nào họ cũng nhận ra được cái cảm xúc và con mình đang bị một cái gì, nhưng mà không nói ra thôi. Hôm nay thì clip này vô tình thì Nga cảm giác được là mẹ đã hiểu anh rất là nhiều, và mẹ cũng là một cái người đồng hành và thương Trương Minh Cường rất là nhiều. Thứ nhất là anh cảm ơn em và cũng cảm ơn chương trình. Hôm nay thì chỉ là chia sẻ những cái gì mà trải nghiệm thôi, chứ không có gì ghê gớm lắm, không có gì phải to tát cả. Những cái điều mà anh trải qua, anh cũng thấy nó là một cái bài học rất là hay cho bản thân mình. Nó làm cho mình trầm hơn, đầm hơn, cẩn thận hơn, sâu sắc hơn. Vượt qua tất cả những cái điều đó, nó là một cái con người khác của anh. Bình tĩnh, chững chạc hơn, có nội tâm hơn. Và cái quan trọng là anh control được những cái điều mà người bình thường cũng có thể khó vượt qua được. Và may mắn là anh đã làm được chuyện đó, và còn đi nữa. Chứ mình Cường chưa có dừng lại. Tới đây chỉ là một trong những giai đoạn của Cường thôi. Và chắc chắn Cường sẽ làm những cái gì đó tốt hơn cho những cái dự án tương lai sau này.